cụ bà Phạm Thị Thu, 81 tuổi, giờ đến tuổi nhớ nhớ quên quên, nhưng với bà, có những ký ức luôn còn ở đó, nhất là ký ức về gánh hoa gói lá đã gắn với bà từ thuở ấu thơ. Bà nhớ như in khi còn là cô bé bỗng làng mạc qua Ngọc Hà 13 tuổi, giấy án giá chằng giá đục đội thúng hoa gói lá trên đầu đi bán dạo. Bà cũng nhớ bà cùng hai cô gái làng mạc Ngọc Hà nữa một dạo ngồi ngay cạnh cột đèn cạnh chợ Đồng Xuân, cả ba chuyên bán hoa gói lá để cúng và bán rất tấp nập. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, bà từ lâu đã dịch xuống ngồi cố định ở 21 hàng khoai, còn những cô gái cùng bà bán hoa năm ấy và nhiều khách hàng quen thuộc đã về với Thiên Thu, chỉ còn sót lại bà với gánh hàng hoa 70 năm tuổi vẫn kiên nhẫn ngồi góc phố này, giữ những gói hoa thơm cúng ông bà tổ tiên theo cách cũ. Dù đã 81 tuổi nhưng bà Thu da dẻ vẫn hồng hào, trí nhớ vẫn minh mẫn, y phục đầu tóc luôn gọn gàng, chăm chút. Ai gặp cũng thấy phong thái người Hà Nội xưa vẫn chẳng phai đi ở bà. Cô bé bỗng làng mạc qua Ngọc Hà năm ấy giờ đã thành bậc cao siêu nhưng giọng vẫn trầm ấm, phong thái vẫn nhẹ nhàng, dung dị. Bà kém cỏi xương tôi, gọi em nghe trầu mến, nên nhiều người mua qua thích nán lại nói chuyện với bà như để hưởng chút sang xưa cũ còn lại. Cứ như bà Thu kể thì ngày xưa người ta không bày hoa cắm lọ để cúng lễ, họ chọn những loại hoa đẹp nhiều màu, có hương thơm gói trong lá, về đến nhà chỉ việc bày lên đĩa để thắp hương, gọi là hoa gói lá. Khi mở gói hoa ra là cả trời hương thơm ngào ngạt ùa ra. Hoa lan, hoa móng rồng, trứng gà, sói trắng, sói tiến thưởng, lan ta, mẫu đơn trắng, mẫu đơn tiến thưởng và đỏ, hoa trà mi, hoa nâu, hoa lý vừa đẹp, vừa rực rỡ, vừa thơm với các mùi đặc trưng dễ nhận ra. Bà bảo hoa lý hoa thiên lý, có mùi dịu mát, ngày xưa vốn rất được ưa chuộng nhưng giờ biến tấu thành hoa nấu canh rồi. Ngày xưa hoa được gói trong lá, kém cỏi là lá chuối nhưng khi hết lá chuối thì dùng lá bàng, lá dong, lá sen hai chiếc lá chắp vào nhau để gói. Mỗi ngày bà bán 300-400 gói như thế. Hoa được lấy từ nhiều vùng như Sơn Tây, Ba La, Sóc Sơn họ mang đến giao tận nơi. Người bán hoa cũng chỉ bán đến 1-2 giờ chiều là hết hoa, người ta cũng kém cỏi chỉ mua hoa buổi sáng để hoa tươi nhất, chứ không bán lai rai đến 6 giờ chiều như bây giờ. Dù vẫn bán đều đặn nhưng giờ đây bà Thu chỉ bán chỉ tốt tắc, ngày kiếm chút tiền, bán hoa nhận lãi bằng niềm vui là chính. Chẳng hạn như người đi xa bao nhiêu năm vẫn quay lại tìm bà, đi đâu cũng chỉ nhớ gói hoa thơm nên em về cái là phải đi tìm bà ngay. Cho em mấy gói hoa thơm để thắp hương các cụ nào. Nhìn người ta đón hoa từ tay mà hít hà suýt xoa, bà cũng ấn sực cả lòng, lãi nào cho bằng những người nhớ hoa thơm cúng lễ như thủ nào. Bà tiết lộ, thời trẻ người ta giới thiệu bà làm đến cả bộ ngoại giao nhưng chỉ được ít tháng là bà lại nhớ hoa, nhớ nghề, bỏ cả công việc ổn thỏa để sắp ngửa với gánh hàng hoa thơm. Đến bây giờ 81 tuổi, tay đã chậm chạp nên không gói lá được, nhưng bà cũng không bán các loại hoa khác, chỉ chung thủy với hoa thơm để cúng chỉ vì bà nghĩ, các cụ mất rồi, gà xôi cũng đâu có ăn được, chỉ có ăn hương ăn hoa thì đĩa thơm, nén hương, bát nước là những thứ cúng lễ thiết thực nhất. Con bà bảo bà nghĩ bán hàng thôi nhưng bà nóng ruột vẫn không thể ngày nào vắng mặt. Có lẽ hương sắc dịu dàng của những loại hoa bình dân còn quyến rũ hơn bất kỳ thứ nước hoa đắt tiền nào, chưa kể đó là tấm chân tình và cả tâm linh với những người đã khuất khiến bà không thể rời gánh hàng hoa bé bỏng xíu của mình. Nhiều báo đã viết về gánh hàng hoa còn sót lại trên đất kinh kỳ nhưng không mấy ai biết thực sự cuộc đời cụ bà 81 tuổi có gần 70 năm ngồi nhìn góc chợ nổi tiếng có cuộc sống riêng tư như thế nào. Bà có hạnh phúc không? Chồng con bà ra sao? Bà đã nghĩ gì khi thế kỷ trôi qua trong cuộc đời mình là ở góc chợ Đồng Xuân, ở nơi mà người ta vẫn nói rằng, muốn biết cuộc sống diễn ra như thế nào hãy đến chợ. Bà Thu lấy chồng năm 23 tuổi, bà lấy một công tử nhà nề nếp, đẹp trai, rồi sinh được 5 người con 3 gái, 2 trai. Đến giờ này khi đã quá tuổi thất thập cổ lai huy, gần đất xa trời, bà có thể khẳng định cuộc đời mình trong một chữ sướng. Cái sướng của mỗi người được định nghĩa khác nhau. Nhưng với bà thì đàn bà sung sướng là có một cuộc sống ổn thỏa, ít lo nghĩ và con cái trưởng thành, cuộc sống ổn thỏa. Chân dung bà Thu khi còn trẻ ảnh. Đến giờ nhìn lại bà không có chút nào hối tiếc. 5 đứa con, 13 đứa cháu, 7 đứa chắc, mỗi gia đình riêng trong góc nhà bình thường của bà đều ổn thỏa như cuộc sống của chính bà trước đó bà nói là nhờ nghề nếp gia phong bấy nhiêu đời.
nhà bà ít khi cha mẹ phải dạy con ơi con phải sống thế này thế kia, nhưng vì nhà vẫn giữ cái nóc tốt nên chẳng bị dột, tất cả đều đâu vào đấy một cách tự nhiên. Bà bảo, kệ làng mạc hội ngoài kia có ô hợp bao nhiêu, nhưng gốc nhà mình còn vững là mình còn vững. Chồng bà chẳng biết giúp đỡ cung phi con gì nhiều, một tay bà nuôi 5 người con, lo ngại cả về kiêng về tế, cơm nước, dỗ chạc, đối nội, đối ngoại. Đâu vào đấy? Bà kể, lương ông úy ông tiêu, còn tôi lo trang trải cuộc sống trong nhà, nhưng chưa hề cãi nhau nửa lời. Ông úy là người tốt, đạo đức nên tôi nể. Về kiêng về tế, tay tôi thu xếp được là tôi lo mà không càm ràm câu nào. Có lẽ bà thuộc diện chiều chồng, hoặc thời xưa mọi đàn bà hầu như đều thế. Những ngày tháng trang trải kiêng dè tế, bà nói gánh hàng qua tuy không mang lại cho bà sự giàu có cũng đủ giúp bà nuôi sống cả gia đình. Phụ nữ tự chủ về kiêng dè tế mang lại cuộc sống ấm êm cho gia đình là có thật. Bà cười bảo, không cần ngày xưa đâu, đến ngay cả bây giờ cũng thế. Khi là mẹ, là bà, là cụ nhưng vẫn có kiêng dè tế riêng thì các con cháu thực sự cũng nể hơn. Hóa ra đàn bà ngày nay giờ thế hệ kêu gọi tự chủ, hòa bình về kiêng dè tế, còn bà từ gần 70 năm trước đã tự ngấm vào thân tư tưởng này. Không nói đúng hay sai gì cuộc sống mỗi thời một khác. Phụ nữ ngày nay luôn đòi bình đẳng, công bằng, còn bà vẫn là tần tảo, chịu mến chịu khó, nhưng với bà cách nào thì cách, nhà cửa ấm êm, con cái lớn lên nhìn cha mẹ không xung đột, sống thuận hòa, con cháu sau này có mái nhà mẫu để học tập thế là tốt rồi. Dù tự chủ kiêng dè tế nhưng bà không bao giờ phải than vãn sao mình khổ thế, rồi hờn trách gì chồng mình, chỉ cần trời mến cho sức khỏe để bà kiếm tiền nuôi con là vui rồi. Ấy là gì bà biết đủ, suy nghĩ đơn giản, mưu cầu vừa phải. Ham muốn của con người kém cỏi cứ muốn nhiều hơn nữa, còn bà thì đủ ăn, đủ mặc, ít nghĩ thế là sướng. Dù chồng bà chẳng gánh được cùng bà nhiều về kiêng dè tế nhưng bà luôn tự hào, ông ấy là người có tư cách, có đạo đức chuẩn mực nên tôi rất tôn trọng. Cái gương của ông cũng là gương tốt để cho các con tôi soi vào mà sống được tử tế như ngày hôm nay. Dù giờ bà đã 81 tuổi, nhưng nhìn bà lúc nào phong thái cũng nhẹ nhàng kiểu gái Hà Nội xưa. Tóc vấn cao gọn ghẽ, bộ y phục lộ phẳng phiu, móng tay cũng được chăm chút kỹ càng nhưng bà không gọi thế là điệu. Bà nói, dù thế nào ra ngoài đường cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, không cần quá sang trọng nhưng nhất quyết không để ai có thể khinh mình. Phụ nữ chăm chút phiên bản thân một chút là cần thiết. Như cách bà nói, dù đầu tắt mặt tối góc chợ mỗi ngày nhưng bà cũng chẳng bao giờ quên chăm bẩn phiên bản thân hay uống xùi thôi đi chợ búa đẹp cho ai nắm. Bà vẫn biết sửa soạn để cho mình tươm tất nhất có thể, bởi lúc thế hệ gặp người ta chưa biết được mình tốt hay xấu, nhưng ít nhất phải có một cơ chế đủ vững để người ta có thiện cảm. 70 năm trước bà đã biết chăm chút phiên bản thân mình như thế mà bây giờ sau gần một thế kỷ, đàn bà vẫn còn phải kêu gọi, phải biết yêu mến chính phiên bản thân mình. Ngồi với gánh hàng qua 70 năm ở một nơi nhiều xô bồ, ở góc chợ sầm uất, bà chứng kiến bao nhiêu mảnh đời đi qua cuộc đời mình và thân mật với tất cả mọi người. Ngồi trò chuyện với bà, chốc lại có cô bán đồ lót vào gửi gánh hàng, bà cho con gửi gánh hàng con đi ăn, chốc lại có cô bán bánh, bà mua mỡ hàng cho con lấy dế. Bà nhận hết. Cứ để hàng gửi đấy, vừa mua 3 chiếc bánh, dù chẳng ăn được bơ đường nhưng mua ủng hộ rồi mang về làm tiếng thưởng cho chắc. Bà chép miệng, cái cô bán su chiên đó, không chồng, nuôi 2 đứa con cũng vất vả lắm. Còn cô bán bánh thì ốm đau, bệnh tật. Mình có cuộc sống ổn hơn nên giúp được ai cái gì thì giúp thôi. Bà bảo dù bà có kiểu là dân chợ búa nhưng vì bà bán thứ qua hiền đức lành này nên hầu như không có gia chạm. Buôn bán cũng gặp người này người kia tay quái nhưng bà cũng mặc kệ, tuy nhiên bà vẫn giữ thái độ để không ai có thể nắm nạt được mình. Phụ nữ cứ bền chí sống với phiên bản chất cốt cách của mình, vô vẻ, quan hệ với mọi người tốt thì mọi thứ cũng dễ thở, phiên bản thân mình cũng không có gì phải áy náy, bà thu nở nụ cười hiền đức. 81 tuổi tôi vẫn ngồi đây, trong khi nhiều người thân quen cứ lần lượt vắng dần. Cuộc sống vô thém cõi, ông dời gọi đến lúc nào thì đi lúc đó thôi. Nhưng còn gánh hàng qua này vẫn chưa có người nối truyền. Các con gái, con dâu cứ bảo, mẹ bán được đến lúc nào thì bán, nhưng vẫn chưa ai nhận gì tốt tắc chỉ kiếm được chút ít. Bán qua nhưng không chỉ là qua, mà còn là cả văn hóa. Rồi sẽ chẳng ai nhớ những đĩa qua thơm cúng dỗ, nếu có nhớ cũng không biết đi đâu kiếm được chút qua nhài, qua lan bày lên đĩa. Cả đời tôi nghĩ lại là sướng mà giờ lại thấy có chút buồn, bà thu tâm sự như thế nghe mà cũng ngậm ngùi.
nghĩ đến thôi cũng đã thấy chạnh lòng, còn bà cụ tóc bạc, da hồng, đôi mắt tinh nhanh ngồi góc phố đó với gánh hoa thơm, tối người vẫn như thấy một Hà Nội xưa mà cảm thấy chút an yên trong lòng. Nhưng nếu một ngày, bỗng dưng bóng dáng ấy chẳng còn xuất hiện, rồi thì mọi thứ cũng đi vào quá giản, nhưng với ai mến nhớ Hà Nội xưa, mến nhớ những lễ nghi, nét đẹp văn hóa lâu đời chắc sẽ chạnh lòng. Nhưng mà thôi, khi còn bóng cụ ở đó hãy cứ yên tâm rằng dù cuộc đời có biến thiên, dù thế giới có trôi về đâu, dù Hà Nội có đổi khác thì không chỉ vẫn còn những ngôi nhà cổ, mà còn có cả những con người mang hồn Hà Nội xưa cũ như một di tích sống, ôm trọn trong mình những kho văn hóa chưa từng sách nào viết, những ký ức ở